Ok, xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ mình sửa soạn, mình sẽ làm một cái gọi là mình sẽ làm dipping marble, mình làm trắng, mình làm black and white nha mấy bạn. Ok, thì giờ bây giờ cái móng tay của mình đã là mình đã prep hết rồi. Mình vuốt da rồi đi sạch sẽ hết trơn rồi, không còn gì hết á. Bây giờ chỉ cần là bỏ cái bonder vô là mình làm việc thôi. Ha, mình bỏ bonder vào. Thấy không? Mình bỏ bonder vào này. Đó. Sau khi mình bỏ bonder vào bắt đầu mình mới bỏ cái sau khi mình có bonder rồi thì mình sẽ cần có cái base ha. Thì cái base của nó là cái mình có base và có top, thì bây giờ cái base mình bỏ cái base vào ha. Thì bây giờ trước khi mình làm mình bỏ cái natural khi mình làm cho cái base. Ok mấy bạn nên để ý cái này, cái dipping powder, mấy bạn để ý cái này chút xíu này ha. Thì cái base là mấy bạn quét cái base ở ngay giữa này. Ok, nhẹ nhàng này mấy bạn quét nhẹ ngay giữa này. Ok đó, sau khi mấy bạn bỏ ít thôi rồi bắt đầu mấy bạn nhúng vào bột này. Ok ra này, qua cái thứ hai này nè, mấy bạn nhúng lại base này không, ngay giữa này, thấy chưa, cái thứ hai này và cái thứ ba này. À, mấy bạn là cứ làm cứ thế mà theo tiếp tục mà làm này, thấy chưa, nhớ là làm sao mình làm ở ngay giữa thôi. Ok, sau khi ba cái rồi nha. Rồi khi đó mình chờ cho nó hết năm ngón, mình trở lại mình phủ sạch bụi đi ha. Chờ xíu đi, đang live. Ok rồi, trở lại đó, mình sau cái mình xong cái natural rồi đó, thì bây giờ mình cần lấy cái bột trắng ha. Cái bột đó là bột natural ha. Bây giờ em lấy cái bột trắng của anh đâu, anh dục đâu rồi, bột này bột OM15B. Lấy anh để đâu rồi, đây bột trắng đây ha. Thì mình sẽ lấy cái bột hũ bột này là super white ra này mấy bạn nhớ ha. Nè, super white này. Ok. Thì mình lấy cái super white này nè, mình quét tiếp tục lại này, và ngay giữa này. À, quét thiệt là mỏng ha, em quét thiệt là mỏng cho anh. Em quét ở ngay giữa thiệt là mỏng cho anh. Rồi, em nhúng. Nhúng vào bột trắng, thấy không? Em bột trắng này không nhúng vào. Nè, bột trắng nè. Rất là mỏng ha, rất là mỏng thôi, không cần nhiều. Nè, nhúng vào. Lấy nó ra. Ha. Sau khi đó em làm em trở lại em phủi bụi đi nè. Ok. Phủi sạch bụi đi. Ok. Làm sao mình làm cho nó gọn lại ha, để mình đừng để cho nó bị tùm lum ra. Thì mình cái bột nhúng mà nó càng gọn thì nó càng đẹp. Ủa bột sạch bụi đi này. Trở lại ha, mình tiếp tục. Kỳ này đó mình sẽ quét cái thằng này, mình sẽ kết gần vô gần cuticle luôn. Nhớ là bên đây là không có bột này, em thấy bên này không có bột này, bên này cũng không có bột ít này, thấy chưa? Và bây giờ em quét lần thứ hai. Thì quét lần thứ hai cũng vậy luôn, em sẽ quét sát gần sát vào cuticle. Em quét gần sát vào cuticle. Nè, nhưng mà mình quét đi quét lại rất là nhiều lần nha em. Nè. À, quét rất là nhiều lần. Nhớ là quét mỏng thôi ha, đừng quét dày lắm. Rồi sau khi đó nè, tiếp tục nhúng vào bột trắng hồng này. Ok. Lấy ra. Này qua bên đây mình tiếp tục mình làm lại nè. Ok. Nè. Sát vào kia đi cổ nha không? Nè. Kéo sát vào này, kia thấy sát vào, đụng vào thôi, đừng có đụng, kéo sát thôi, nhưng mà phải kết đi kết lại nhiều lần để cho nó cái gì không, cho nó bám vào chứ không có gì hết, nhưng mà nhớ là làm mỏng thôi, đừng làm dày quá. Ok lại này ra này, phủ sạch bụi đi này ha,
Nhớ, kéo sát gà là heo nhớ. Quét đi quét lại thiệt là nhiều lần làm cho để cho nó bám vào những có gì hết. Nè, lấy nó ra. Ha. Sau khi đó là mình xong rồi ha. Mình nhớ là mình phải phủi bụi cho nó sạch đi nè. Nghe không? Hello Chi Đỗ em, khỏe không? Phủi bụi thật nhẹ anh à. Đúng rồi Lina, phủi thiệt thiệt nhẹ nhàng này ha. Nè, phủi thiệt sạch nè. Nhớ này. Đó. Ok. Nếu mà dính vào nếu mà nó dính vào thì em lấy nó ra liền, xử lý lấy ra liền, đừng để cho nó khô ha. Rồi bây giờ là cái này là nó có trắng đen trong này sẵn rồi à, mấy bạn thấy là nó có những cái hoa văn trắng đen trong này sẵn hết rồi. Thì bây giờ nè, cái lớp này là cái lớp mình làm bỏ vào này, mình để sát vào cuticle luôn này ha, thấy không, mình đi sát vào luôn này, thấy chưa, nhớ là đi sát vào này chưa. Đang kéo xuống, cứ kéo xuống, đi sát vào, dính bụi đây này ha, lấy nó ra này, lật ngược móng tay lên ha. Sau khi đó mình những chỗ nào mà hoa văn là mình thích đó, mình nhấn nó vào, đó lấy nó ra, thì nó sẽ có những cái hoa văn đen trắng ở trên mặt trên đây. Okay. Now you turn around, you shake this again, right? Bây giờ mình shake nó này, thấy chưa? Kéo này, thấy không? Sát nó vào, thấy không? Này kéo nó xuống này, thấy chưa? Ok. Đó. Lật ngược tay người khách lại này, thấy chưa? Okay. Cái khúc này hoa văn đẹp này. Cho cái hoa văn nó vào. Đó, mình dán nó vào như vậy, mình lấy nó ra. Thì đó hoa văn nó này. Check nó lại thêm lần nữa này, thấy chưa? Thấy chưa? Qua tới bên đây. Làm y chang lại như vậy luôn. Nó rất là lẹ ha, mình làm cái marble, cái làm cái marble cực kỳ marble trắng đen nó cực kỳ lẹ và dễ luôn ha. Một lần thôi. Thấy chưa? Nè, sát vào cái đi cầu này ha. Đẩy nó sát vào. Ha. Em lật ngược ngón tay này lên cho anh. Ok. Rồi sau đó em xếp cái này này. Đó. Rồi em lấy nó ra. Đó. Xong, cắt nó đi một bên. Này, bây giờ này mình xong rồi nè. Bây giờ mình phủi bụi đi thôi, thấy không? Em khỏe, cảm ơn anh. Khỏe không? Anh khỏe, cảm ơn em. Rồi, hello Tammy em. Nè, phủi bụi nè. Phủi bụi nè. Nè, phủi bụi nè, thấy chưa? Sau khi đó mình phủi bụi sạch rồi, đúng không? Bây giờ mình bỏ clear lên này. Cái base này ha. Em sẽ bỏ cái base vào đây. Nè, bỏ cái lớp base lên. Và em sẽ nhúng vào cái bột clear cho anh. Ok. Clear đây nè. Đó. Ừ, búng cái bột clear vào cho anh. Đó. Cái base, cái này là cái base, phải dùng cái base. Nè. Ok. Cũng vẫn nhấn vào cái bột clear đó. Xong rồi mình xong rồi ha. Ra mình cắt bột clear ra một bên. Đó. Cái trade anh mua ở đâu hả? Cái đó anh mua ở trong cái supply, cái của đó là của tụi bên công ty Easy Flow nó có bán. À, rồi bên đó mình phủ sạch bụi đi nè. Ok. Rồi. Sau đó khi em phủ sạch bụi đi, em bỏ ActiveBD vào. À, tại vì em không có ActiveBD thì sẽ nó không khô cái móng tay của em. Bắt buộc mình phải bỏ ActiveBD vào đây. Thấy chưa? Thì nó ra những cái hoa văn giống như những cục đá vậy đó, những cái nền đá vậy đó, màu trắng đen thôi. Cái ngón này thì mình làm bằng ombre. Còn bốn cái ngón kia thì mình sẽ làm như là cái hoa văn của đá vậy đó, các bạn thấy không? Đó, xong. Sau đó khi mình bỏ hết tất cả xong rồi đó, mình trở lại là mình dùng cái đầu dũa này, mình dũa nó đi. Ha.
À, mấy bạn thấy ông vua sếp này. Ok. À, mấy bạn thấy không, mình vũ xếp này. À, lấy cái set cho nó đâu ra đó hết ha. Là em tìm em làm cho nó đều, cho nó tròn, cho nó đều lại. Tại vì nhiều khi mình lật lại, nhiều khi mình nhìn hướng kia nó không đều, nhưng mà nên làm cho nó đều lại. Nè, sau đó là Hoang nhớ là mình trở lại, mình sẽ trở lại nhìn cái đầu dũa này trước. Cái đầu dũa này dũa cho nó tròn lại nha. Mấy bạn để ý là mấy bạn nên nhớ là bây giờ mình vũa sạch cái vùng cuticle này, cái mấy bạn chạy cái vũa này. Okay. Em đi cái vũa này không? Em nhìn này. Thấy không? Đi nhẹ nhàng này không? Nha. Nó u lên đó. Đúng rồi, em để cho nó tròn 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 vậy, nó u vậy, nó đẹp rồi. Open it, mommy, me open it. Mấy tuổi? 3 tuổi rưỡi. Ừ, 3 tuổi rưỡi. Đang vũa cho nó tròn này ha. Tròn nó như cái đèo, anh cứ chạy vòng cong ham chạy đèo cho anh. Ừ. Em xuống dưới đây em chạy đèo cho anh, em ra đây em đẩy cái da này ra cho anh này, đẩy da này này, anh đi nhẹ ngay cho anh, đi thiết ra nhẹ ngay đây này ha, không có mạnh tay, em đi vòng cong này, em đi dưới tay này, em đi sát vào đi nhẹ này, ở đây em đi nhẹ ngay đây, ok, đó, sau đó làm cứ đi thế mà em đi. Dạ đúng rồi, vậy làm một đít này. Một đít và một đắp luôn cha chị. Dạ. Yeah. Đó, thấy không? Sao mình vũ xếp đó là đó hết à?
sau khi đó là em lấy cục bóp phở em bóp. Lúc mà em bóp phở em bóp như vậy nha, em bóp một chiều xuống ha. Em đừng có bóp chà chà như vậy, bóp một chiều thôi. Cho như vậy nó sẽ đẹp hơn. Sơn nó sẽ bóng hơn. Nè. Nè, xuống này. Chà đây nha. Nè, xuống này. Đó, xuống này thấy chưa? Sau khi mình bóp hết tất cả 5 ngón ha. Thì ngón này lúc nãy mình làm xong rồi, bây giờ mình lấy cái mình sẽ lấy cái khăn ha. Mình lấy một miếng alcohol. Mình chùi cho nó sạch đi. Nè, mình chùi cho nó sạch đi nha mấy bạn. Đây, chùi cho nó sạch sẽ đi. Đó. Bạn chùi cho nó sạch đi nè. Đó. Sau khi mấy bạn chùi sạch sẽ đi rồi đó ha, thì mấy bạn mới bỏ một cái lớp lên, nó kêu là cái activator lên ha. Thì sau khi mình chùi sạch rồi thì mấy bạn nên nhớ là mình bỏ một cái lớp này, nó gọi là cái lớp activator. Thì cái lớp activator khi mình bỏ lên á là mình bỏ đều hết này ha. Đó. Ha. Rồi sau khi đó em chờ cho anh một phút. Đây, em chờ cho nó. Sau khi em chờ một phút xong rồi đó thì em bỏ số 4 ha. Cái số 4 này anh sẽ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Cái số 4 này nó rất là dễ bị hư, thì đâm ra mình phải cẩn thận cái số 4. Này. Quét cho thịt lẹ ha. Nè, mấy bạn nên nhớ này ha, mình quét cho thiệt lẹ nha, đừng có quét chậm nha. Này cái số 4 này, quét này, 1, 2, cái okay. Chùi cọ này, lấy cái số 2 này em quét này, 1, 2, thấy không, 1, 2, chùi này, thấy làm không, 1, 2, nếu mà mình làm như vậy là cái cọ của mình không bao giờ hư hết. Nếu mà em quét giống như là em quét chậm á, giống như nước sơn á, thì cái ác thì nó dính vào đây nó hư cái cọ của em liền. Nhớ ha. Lúc nào cũng phải vậy hết. Quét cho thiệt là lẹ. Quét cho thiệt lẹ. Nè. Sau khi mình chở hết thế 5 ngón mình trở lại, mình vẫn phải chờ thêm 30 giây nữa. À, em chờ 30 giây cho anh xong. À, em quét lần thứ hai. Lần thứ hai em quét cũng như vậy luôn. À, quét hai lần này em quét lại này. Thấy chưa? Đi xuống dưới này thấy không? Đó, chùi nó đi. Nó dính lên trên da ha, nhớ chùi cho nó sạch đi liền, em đừng có để lâu. Nè. Em thấy không? Đó, chùi nè. Thấy chưa? Nè, em chùi cho anh ha. Đó. Nè. Đó, em chùi sạch sẽ cho anh nha. Nhớ, chùi sạch sẽ cho anh xong rồi em bỏ vô hũ lại. Nó dính ngay đây là em chùi cho anh. Sau khi đó em để y chang vậy lên cho người khách của em trong vòng 1 phút, 2 tới 3 phút thì nó sẽ khô. Nó có dính da thì em chùi ra liền ha. Này em để vậy, em đừng có cho khách bỏ vô đèn, em không cho khách bỏ vô trong quạt luôn. Cứ để y vậy thì 2 tới 3 phút là tay khách của em nó sẽ khô. Ví dụ giống như lúc nãy mà cái tay này mình làm hư đúng không? Mình bóp nó đi. Rồi mình cũng phải bỏ cái bóp nó đi rồi bỏ cái ấy nó lên lại. Anh mà em muốn mua cái dạng như là làm cái này xong rồi sơn treo là em đâu có cần mua cái máy mềm gì đâu. Em mua cần clear thôi. Em mua clear natural. Clear với natural 2 cái. Nếu mà em làm treo thì em chỉ mua cần clear với natural thôi. Nếu mà em làm cho treo. Thì nếu mà em làm cho treo thì em không cần xài cái này. Uống rồi sao? Nếu mà treo đâu cần xài đâu. Treo thì em sẽ bỏ base. Thì em chỉ mua hai thứ bonder với base thôi. Bonder với base mới activator, lộn. Bonder base tại vì nó có activator nó mới khô. Không cần mua top, tại vì top mình xài gel rồi. Top thì em xài gel rồi không cần. Thì em phải có activator tại vì nó activator nó mới khô. Thôi mua 3 thứ. 3 thứ. Với lại 2 ổ bột. 2 ổ bột. Hello.
Không, thấy được. Thì đó là đây là hello mấy bạn, đây là ngón này, là cái đây là cái bộ này là mình làm marble. Ha, mình làm marble mà dipping marble nha. Thì nó mấy cái ngón này là marble trắng đen. Đây là marble trắng đen hết, chỉ có một cái ngón này là ombre thôi. Thì ngón này là ombre, nó có hai màu ombre này. Nhưng mà hoàn toàn mấy ngón này đều là deep hết nha mấy bạn. Ok, thôi bây giờ David chào tất cả các bạn. David sẽ chụp hình xong rồi để lại cái gì tối David sẽ post cho mấy bạn coi. Rồi chào các bạn ha, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chút xíu nữa David sẽ trở lại.